sao hiền như con nai rừng. Bản làng đây núi ngàn cao lắm, vì đàn em có dám về cùng dân, vượt đường xa qua đèo qua suối, suối suối ngàn hoa nở rừng đưa bước chân cô giáo đi làng. Xiêu xích đàn em bé chào từ lúc cô giáo về, núi rừng đây thêm sáng, bếp từ đây thêm hồng, em bé ngày càng thêm ngoan ngoan, dân các bạn càng thêm yêu cô hơn. Cô giáo đẹp như hoa mai rừng. Cô sao đẹp.